Vâng, hello, xin chào tất cả anh em đang xem video nha. Thì mình là admin của shop Tay Gấu Tự Về Việt Nam. Đây là số điện thoại Zalo của mình nha. Anh em mua hàng, anh em hãy add Zalo để mua hàng. Ok. Thì bữa nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em ba mẫu tay gấu mà bán chạy nhất tháng 2 vừa rồi của mình nha. Thì video này thì mình sẽ làm cho anh em xem chi tiết nha. Thì đây là ba cái mẫu tay gấu bán chạy nhất tháng 2 của shop mình. Thì giá là nó có từ giá thấp đến giá cao, cho nên anh em mua thì anh em có thể lựa chọn thoải mái nha. Thì đầu tiên thì mình đi tới con hàng tay gấu màu vàng với anh em. Hãy cho anh em màu vàng rất là đẹp nha. Con này giá là 200.000 bao ship nha anh em. Đây là tay gấu màu gold, tuyệt vời đó. Cái này thì anh em mua từ về rất ok nha. Bỏ túi rất là vừa vàng cấp xe rồi, rất là tuyệt vời nha. Đó, mẫu này chất liệu bằng thép rất là ok nha anh em. Đó, giá là 200 nha, bao ship. Anh em mua hai cái thì giảm 50.000 nha. Mua hai cái bao ship thì còn 350 nha anh em. Đó, cái này thì dùng cho những anh em cận chiến, anh em tự vệ nha. Đó, tiếp theo là mẫu này là mẫu là huyền thoại rồi, huyền thoại rồi. Đây là dòng cổ điển classic nha anh em. Rất là đơn giản nha. Nhưng người ta nói anh em càng đơn giản càng nào thì tốt đấy, phải không? Mẫu đây là một mẫu huyền thoại rồi, classic cổ điển, màu đen thôi, rất đơn giản cho anh em. Đó, mẫu này thì giá cũng 200 cho anh em, mua hai cái á, thì giảm 50.000 nha. Một cái 200, mua hai cái là còn 350 bao ship. Rồi tiếp theo là một siêu phẩm cho anh em, đây là dòng tay gấu cao cấp nhất của shop mình. Đây là dòng tay gấu 550 của shop mình. Đây là dòng tay gấu cao cấp nhất của shop mình anh em, thì chất liệu nó là inox 34 cho anh em, inox 34 không rỉ. Và được quấn dây dù. Con này thì dành cho những anh em nào có điều kiện nha. Hai con này chơi rất là ngon rồi, nhưng con này dành cho những anh em nào có điều kiện. Đó, anh em mua sưu tập rất là ok. Thì con này thì không có cái điểm nào mà chơi anh em. Nó đẹp từ chi tiết các CNC rất sắc sảo anh em. Thì con tay gấu này thì shop mình cắt CNC anh em. Đó, cắt CNC anh em thấy không? Inox mà nó bóng đẹp chưa? Đó, phải được bọc quấn dù nha anh em. Vẫn dù được cam hình êm đây anh em. Đó, thì con này là 550 nha anh em, bao ship. Con này thì giá rất là cao anh em. Đây là con hàng cao cấp nhất của shop mình này. Đó, cho nên hàng thì mình nhập về rất là nhiều mẫu loại, anh em lựa chọn thoải mái nha. Đó, thì trên đây là ba con hàng cao cấp nhất của shop mình, thì mình cũng làm video cho anh em xem để biết nha. Hàng tuyệt vời. Nói chung là shop mình là shop chuyên bán tay gấu anh em. Anh em mua hàng thì anh em add Zalo nha. Đây Zalo số bên đây, 0368 362 556, ạc Zalo để mua hàng nhanh nhất. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Anh em hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhất. Bye anh em.